nhanh luôn. Xin lỗi nó hơi khóc nhiều, nhưng hôm nay mình xin giới thiệu một bộ đồ chơi mới. Đây là hàng của Việt Nam. Còn luôn coi chữ là đó. Nó còn ghi cả Made in Việt Nam nè. Made in Việt Nam. No, không có ghẹo. Từ từ.